Chào các em, cô đã quay trở lại cùng các em rồi đây. Chúng mình đã có những giây phút thư giãn thật thoải mái rồi đúng không nào? Giờ chúng mình hãy cùng bắt đầu vào tiết học tiếp theo các em nhé. Cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1, trang 142-143. Hãy quan sát trong bức tranh và cho cô biết các bạn học sinh đang đi đâu vậy các em? À, các bạn học sinh xếp hàng ngay ngắn để được cô giáo dẫn đi quan sát bể cá đấy các em. Thế bể cá trông như thế nào? Chiếc bể có dạng khối hộp chữ nhật, có phần mép bể màu đen. Thế còn những chú cá đang tung tăng ấy là cá gì nào? Đó là cá chép đó các em ạ. Cá chép, mép bể, có tiếng chép và tiếng mép có gì giống nhau? Đúng rồi, chúng giống nhau phần vần, đó là vần ép. Còn trong từ xếp hàng, có tiếng xếp cũng chứa vần mới mà cô sẽ giới thiệu đến các em, đó là vần ép. Và bài học ngày hôm nay của mình là vần ép. Ép. Chúng mình sẽ bắt đầu với vần đầu tiên là vần ép. Bạn nào có thể giúp cô phân tích vần ép? Vần ép gồm có âm e đứng trước, âm p đứng sau. E, p, ép. Ép. Một lần nữa. E, p, ép. Ép. Thế bây giờ cô muốn có tiếng chép, cô sẽ làm thế nào? À, cô thêm âm ch trước vần ép và thanh sắc trên âm e. Chúng mình hãy cùng đánh vần tiếng chép. Chờ, ép, chép, sắc, chép. Chép. Chờ, ép, chép, sắc, chép. Chép. Chúng mình hãy cùng quan sát bức tranh sau và cho cô biết bạn nữ đang làm gì thế? À, bạn ấy đang tập chép. Đọc lại với cô. Tập chép. Trong từ tập chép có tiếng nào chứa vần mình vừa được học? Đó là tiếng chép mang vần ép. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng ôn lại một lần nữa nhé. Ép. Chờ, ép, chép, sắc, chép. Tập chép. Tiếp theo là vần ép. Chúng mình hãy quan sát khẩu hình miệng của cô nhé. E, p, ép. Ép. Lần nữa. E, p, ép. Ép. Cô mời các em đọc lại. Cùng nhìn với cô xem các bạn học sinh trong tranh đang làm gì. Có quen thuộc với mình không nào? À, các bạn ấy đang xếp hàng. Trong từ xếp hàng có tiếng nào chứa vần mình vừa được học? À, đó là tiếng xếp chứa vần ép. Đánh vần tiếng xếp giúp cô nào. Sờ, ép, xếp, sắc, xếp. Xếp. Sờ, ép, xếp, sắc, xếp. Xếp. Xếp hàng. Tốt lắm, cô có lời khen các em. Rồi bây giờ mình đọc lại nhé. Ép, xếp hàng. Vừa rồi mình đã được luyện đọc hai vần đúng không nào? Đó là vần ép và vần ép. Hãy cho cô biết cả hai vần có gì giống và khác nhau. À, cả hai vần đều giống nhau âm cuối p và khác nhau âm đầu. Vần ép bắt đầu bằng âm e, còn vần ép bắt đầu bằng âm ê. Chính vì có cấu tạo khác nhau nên sẽ có cách đọc khác nhau các em nhé. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc lại. Ép. Ép. À, bây giờ cô sẽ thưởng cho các em
một trò chơi mang tên Thỏ mang cà rốt về kho. Các em có đồng ý không nào? Thỏ đã đem về rất nhiều củ cà rốt. Trong mỗi củ cà rốt đều có chứa một từ. Thỏ phải xếp các củ cà rốt vào đúng kho có từ chứa tiếng mang vần ếp hoặc vần ếp. Các em hãy giúp bạn Thỏ nhé. Chúng mình hãy bắt đầu với củ cà rốt đầu tiên. Các em ơi, chúng mình hãy đánh vần và đọc từ này nhé. Rồi bây giờ lắng nghe cô đọc lại. Ca ép kép nặng kẹp. Kẹp. Ca ép kép nặng kẹp. Kẹp. Kẹp giấy. Lần nữa. Kẹp giấy. À, thấy các em có biết kẹp giấy là gì không nào? Cô có một vài hình ảnh cho các em xem này. Rồi, cô có lời khen những bạn nào đã đọc giống như cô nhé. Thấy các em ơi, các em xếp củ cà rốt số 1 vào kho vần nào. Hãy cùng xem kết quả của cô nhé. À, trong từ kẹp giấy có tiếng kẹp chứa vần ép, nên cô sẽ xếp vào kho vần ép. Tiếp tục, chúng ta hãy đến với củ cà rốt số 2. Chúng mình hãy cùng quan sát xem hình ảnh này có quen thuộc với các em không? Đó là gì? Chúng mình hãy cùng đọc từ sau để biết kết quả các em nhé. Cô có từ đèn xếp. Chúng mình đọc lại. Đèn xếp. Đèn xếp là loại lồng đèn làm bằng giấy, có thể dễ dàng xếp theo nếp có sẵn đó các em. Các em thấy những chiếc đèn xếp này thế nào? Hãy nói cho ba mẹ của mình nghe một câu trọn vẹn được không? À, cô ví dụ nhé. Cô có câu đèn xếp thật đẹp. Trong câu cô vừa nói, ngoài từ đèn xếp còn tiếng nào chứa vần mới học không nhỉ? À, đúng rồi đó. Đó là tiếng đẹp chứa vần ép. Vậy củ cà rốt số 2 các em sẽ mang đến kho nào? À, câu trả lời chính xác là sẽ mang củ cà rốt số 2 đến kho vần ép đấy các em. Thật tuyệt vời. Tiếp tục với củ cà rốt thứ 3. Các em hãy quan sát xem hình ảnh trong củ cà rốt số 3 có quen thuộc với mình không? À, đó chính là giày dép mà chúng mình vẫn mang vào chân mỗi ngày để đi đấy. Cô mời các em đọc. Giày dép. Trong từ giày dép có tiếng nào chứa vần mới học? Đó là tiếng dép. Lắng nghe cô đánh vần tiếng dép. Giờ ép dép, sắt dép. Dép. Giày dép. Trong tiếng dép có chứa vần nào vậy các em? À, tiếng dép chứa vần ép. Thế thì chúng mình đã biết củ cà rốt số 3 sẽ mang đến kho nào rồi đúng không nào? Rồi, hãy cùng xem kết quả. Bạn nào chọn giống cô? Thật là dễ phải không nào? Chúng ta sẽ mang đến kho vần ép. Cô xin chúc mừng các em. Chúng mình chỉ còn một củ cà rốt cuối cùng nữa thôi. Hãy nhìn xem nào, trong bức tranh mọi người đang làm gì thế? À, họ đang ở nhà bếp để nấu những món ăn thật ngon phục vụ cho khách hàng của mình. Đọc lại với cô. Nhà bếp. Lần nữa. Nhà bếp. Ai có thể nói cho cô nghe một câu có từ nhà bếp nào? Cô ví dụ nhé. Mẹ dọn dẹp nhà bếp. Bạn nào phát hiện ra trong câu cô vừa nói còn từ nào khác chứa vần mới học hôm nay? Đó là từ dọn dẹp, có tiếng dẹp mang vần ép đó các em ạ.
Rồi mình cùng đọc lại một lần nhé. Nhà, bếp. Để xem củ cà rốt số 4 chúng mình có giúp được bạn thỏ không? À, với từ nhà bếp, các em đã mang đến kho vần ếp. Cô có lời khen các em. À, các em có nghe thấy âm thanh gì không? Là tiếng trống trường đó các em. Tiếng trống trường báo hiệu giờ vào học, giờ ra về cũng như là giờ ra chơi của các bạn học sinh. Thế thì trong bài đọc ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng xem giờ ra chơi của các bạn nhỏ có gì thú vị không nhé. Cô mời các em mở sách tiếng Việt trang 143 và đọc thầm bài đọc tập thể dục giữa giờ. Trong quá trình đọc, chúng mình hãy tìm những tiếng có chữ vần mới học hôm nay các em nhé. Bài đọc tập thể dục giữa giờ gồm 4 câu, mỗi câu được cô tô một màu khác nhau. Để xem bạn nào tìm giống cô những tiếng mới ngày hôm nay mình được học nhé. Đó là tiếng xếp, chứa vần ép. Và tiếng đẹp, chứa vần ép đó các em. Bạn nào tìm giống cô? À, cô có lời khen những bạn đã tìm giống với cô nhé. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc. Hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Tập thể dục giữa giờ. Sau hồi trống, tùng, 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 chúng em ra sân, xếp hàng thẳng tắp. Một bản nhạc vui nhộn vang lên. Chúng em hào hứng tập thể dục giữa giờ. Các thầy cô giáo khen chúng em tập đều và đẹp. Rồi bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc từng câu. Chúng mình lưu ý ngắt, nghỉ hơi sau dấu phẩy cũng như là dấu chấm các em nhé. Chúng mình bắt đầu với câu thứ nhất. Các em mình nhớ đọc tựa bài giúp cô nhé. Tập thể dục giữa giờ. Sau hồi trống, tùng, 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 chúng em ra sân, xếp hàng thẳng tắp. Cô mời các em đọc lại. Tiếp tục chúng mình sang câu thứ hai. Một bản nhạc vui nhộn vang lên. Sang câu thứ ba. Chúng mình lưu ý chỗ cô ngắt hơi nhé. Chúng em hào hứng tập thể dục giữa giờ. Mình hãy đọc thật to cho ba mẹ của mình nghe nào. Và câu cuối cùng. Các thầy cô giáo khen chúng em tập đều và đẹp. Rồi bây giờ, các em ơi, mình hãy đọc lại cả bài một lần nữa các em nhé. Sau khi đã đọc bài đọc trên, hãy cho cô biết. Sau hồi trống, các bạn làm gì? Cô có 3 đáp án. Đáp án 1, ra sân chơi đùa. Đáp án 2, ra sân xếp hàng. Đáp án 3, nhảy theo nhạc. Các em hãy lựa chọn một đáp án phù hợp nhất để trả lời câu hỏi của cô bằng cách giơ ngón tay tương ứng. Đáp án của các em là gì? Đáp án đúng là đáp án 2. Sau hồi trống, các bạn ra sân xếp hàng. Cô xin chúc mừng những bạn đã có lựa chọn là đáp án 2. Giờ tập thể dục giữa giờ
giúp các em thư giãn thoải mái sau giờ học, đồng thời còn rèn luyện sức khỏe nữa, đúng không nào? Sang phần tiếp theo, cô và trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết. Cô giới thiệu với các em, đây là F và F. Chú ý giúp cô, con chữ P có độ cao là bao nhiêu? À, con chữ P có độ cao là 4 ô ly, các em nhé. Con chữ E và con chữ E đều cao 2 ô ly. Hãy cùng quan sát cô viết F. Đặt bút trên đường kẻ ngang một chút, viết con chữ E. Liền nét với con chữ P. Và dừng bút ngay đường kẻ ngang 2. Các em hãy viết thật đẹp vào bảng con của mình các em nhé. Quan sát F và cho cô biết. Để viết F, cô sẽ viết như thế nào? À, cô sẽ viết F giống với cách viết của F. Nhưng lưu ý, chúng mình thêm dấu mũ trên đầu con chữ E, các em nhé. Hãy cùng quan sát cô viết nào. Đặt bút trên đường kẻ ngang một chút, viết F. Lia bút trên đường kẻ ngang 3, viết dấu mũ trên đầu con chữ E. Cô mời các em viết. Tiếp theo, chúng mình sẽ luyện viết gì? Đó là xếp hàng. Chú ý khoảng cách giữa chữ xếp và chữ hàng là 1 ô ly rưỡi. Chúng mình hãy cùng tập trung xem cô viết như thế nào các em nhé. Đặt bút dưới đường kẻ ngang 3 một chút, viết xếp. Cách 1 ô ly rưỡi, đặt bút ngay đường kẻ ngang 2, viết hàng. Đến lượt của các em, mình hãy viết thật đẹp. Nào, chúng mình hãy cùng nhìn lên màn hình. Đây là các con chữ E, E, V, cỡ vừa. Ở tiết học hôm nay, cô cũng sẽ giới thiệu thêm cho các em con chữ E, E và V cỡ nhỏ. Hãy cho cô biết
độ cao của các con chữ cỡ nhỏ này là bao nhiêu? Đúng rồi, là một ô ly đó các em. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát cô viết như thế nào các em nhé. Đặt bút trên đường kẻ ngang 1 một chút, viết nét xiên phải. Đến đường kẻ ngang 2, chuyển hướng viết tiếp nét cong trái. Tạo vòng khuyết ở đầu chữ và dừng bút trên đường kẻ ngang 1 một chút. Để viết chữ E, cô cũng đặt bút trên đường kẻ ngang 1 một chút, viết con chữ E. Lia bút trên đường kẻ ngang 2 một chút, viết dấu mũ trên đầu con chữ E. Tiếp tục, đặt bút dưới đường kẻ ngang 2 một chút, viết nét móc hai đầu. Đến giữa đường kẻ ngang 1 và 2, viết nét thắt và dừng bút dưới đường kẻ ngang 2 một chút. Vừa rồi, chúng mình đã nắm được cách viết rồi đúng không nào? Hãy viết thật đẹp và nói ba mẹ gửi hình bài viết cho giáo viên chủ nhiệm để nhận xét các em nhé. Các em ơi, các em có muốn thư giãn qua một bài hát không? Thế thì chúng mình sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lễ phép bé ngoan các em nhé. Qua ca khúc vừa rồi, chúng mình thấy các bạn học sinh biết khoanh tay, lễ phép nói lời chào cô giáo khi đến lớp và khi đi học về, đúng không nào? Sự lễ phép ở lớp còn thể hiện qua cách chúng mình biết giơ tay để xin phép được phát biểu xây dựng bài học ở lớp nữa đó các em. Mình hãy cùng nhau thực hành nói lời xin phép ở trường cũng như ở nhà để trở thành một học sinh ngoan các em nhé. Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại tiết học ngày hôm nay. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.